Chào các bạn quay lại với kênh Sabogamin. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tokyo và chúng ta sẽ làm quen với một người bạn có cái nick là Nguyễn Thị Ngọc Giao. Xin chào bạn Giao nhé. Với lời yêu cầu của bạn thì chúng ta sẽ gặp là một nhân vật đến từ cái bản update Mumbai các bạn. Đó chính là Jay. Đây là các bạn. Với cái trang phục là Color Master Outfit. Trang phục này cũng đến từ cái bản update Mumbai luôn các bạn. Còn ván trượt thì hôm nay Jay sẽ sử dụng cái ván trượt đó chính là cái ván trượt Split các bạn. Cái ván trượt đi kèm với nhân vật Koran, nhân vật người cá các bạn. Hôm nay thì Jay sẽ sử dụng cái ván này. Còn nhạc nền thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái bài nhạc nền ở cái bản update Monaco, một cái bài nhạc nền cũng rất là sôi động. Và bây giờ thì xin mời bạn Nguyễn Thị Ngọc Giao và những người bạn quen thuộc của kênh Sabogamin, chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc và khám phá Tokyo cùng với Jay và cái ván trượt Beat nha các bạn. Xuất phát các bạn ơi. We'll be right back.
rồi.